Diệu Nhi bối rối khi bị phán réo tên vì chưa trả nợ cho Ngọc Trinh. Vào năm 2020, Diệu Nhi và Ngọc Trinh từng cùng nhau hứa với đối phương một điều về chuyện kết hôn. Trong làng giải trí Việt, Diệu Nhi sở hữu mối quan hệ khá thân thiết và gần gũi với nhiều bóng hồng đình đám. Đặc biệt tình bạn giữa nữ diễn viên và Diệu Nhi từng khiến cho nhiều người không khỏi ghen tị về sự chịu chơi của hai cô nàng này. Mới đây trên trang cá nhân, Diệu Nhi không khỏi bối rối khi bất ngờ bị phán đào lên lời hứa với Ngọc Trinh về việc ai kết hôn sớm hơn. Người hâm mộ này còn hài hước nói thêm là chị Diệu Nhi chưa trả tiền chị kia chị Ngọc Trinh. Cụ thể Ngọc Trinh đã đưa ra câu hỏi cho Diệu Nhi, còn em đó, em khi nào lấy chồng? Diệu Nhi ngay lập tức đáp lại, em hả, chừng nào chị trước rồi em sau. Ngọc Trinh tiếp tục trêu đùa người em thân thiết, à chị trước rồi em sau đúng không, rồi nếu em trước chị thì sao? Diệu Nhi đã tuyên bố sẽ trả 500.000 nếu cô lấy chồng trước nữ hoàng nội y, em trước chị hả, thì giống như cái kiểu chị thích em chung chị 500.000. Ngọc Trinh bày tỏ sự hào hứng trước câu nói của Diệu Nhi, chơi gì chơi có 500.000 vậy trời. Thông qua mốc thời gian trong video từ năm 2020, dễ dàng nhận thấy thời điểm này Diệu Nhi và Ngọc Trinh vẫn chưa hề lên tiếng về dự định kết hôn. Về phía Diệu Nhi, vào tháng 10 năm ngoái cô đã khép lại mối tình nhiều năm với anh Tú bằng đám cưới đầy lãng mạn tại Phan Thiết và Hà Nội. Còn Ngọc Trinh vẫn đang tận hưởng cuộc sống độc thân dù không ít lần bị phán khéo léo giúp lấy chồng.